Xin chào các bạn Facebook gần xa nha. Hôm nay là không khí Tết, ngày 25 Tết ở tại thành phố Lạng Sơn. Đằng sau bạn thấy cái nhà sàn không? Đây là công viên, đây là hồ Phái Loạn. Đây là các dân bản đang lấy đảo ra đây bán này, rất là đẹp. Đảo Phai, đảo Thất Thốn, đảo gì cũng nhiều hết, có một dãy đảo luôn. Mà nhiệt độ bây giờ đó là 6-7 độ, rất là lạnh các bạn ạ. Trời ơi, lạnh lắm luôn á các bạn. Nguyên một dãy hàng này toàn là đào. Đào rất là đầy báo. Xuân đã về, con ở với nào vừa hơn ngày xuân đến. Con ở đây thì là đã tái hiện được một cái nhà sàn đặc trưng của người Tày Lạng Sơn. Có nhà sàn đây lườn xí phái vơ, lườn chạm xí phái vơ, một chữ thường vơ. Đây là hồ. Một cảm giác rất là tê tái. 6-7 độ. Dẫn các bạn ra sông nhé. Nhà sàn quá là đẹp luôn. Đây, trên kia sẽ là thành nhà mạc ở đâu phía kia, thành nhà mạc ở kia kia. Đấy, thành nhà mạc, có cái chữ thành nhà mạc ở kia. Ngày xưa, ai lá ngọc cành vàng. Quyền quý cao sang, anh chính em ngày xưa đâu. Các bạn Facebook gần xa ơi, ở nhà mình đã sắm Tết đến đâu rồi? Nói nhiều lắm, nhiều nụ luôn, quá trời nụ. Rất là nhiều đào luôn.